Ok, chào mừng em trở lại channel của anh Kiều nha. Thì hôm nay tôi sẽ gửi đến cho anh em series test ba anh em nhà lù anh em nhá. Ba anh em nhà lù gồm có Lù, Ace, Sabo và Ace anh em nhá. Series hỏa quyền Ace trở lại này. Cực kỳ gắt. Anh em tiếc gì một like vào cái kênh ủng hộ và kèo đẳng cấp cao này anh em nhá. Và trước khi vào clip thì như thường lệ thôi, tôi sẽ đi bú cốt anh em nhá, bú cốt. Thì sự kiện hôm nay đã đến ngày thứ 6 rồi anh em ạ. Ngày thứ 6 anh em nhớ vào nhận quà nha. Hôm nay là free có 5 thẻ chiêu mô hạng giờ ạ. Quá ngon anh em ơi. Ngày mai là 2000 kim cương rồi. Quả VIP này sẽ là 20 thẻ chiêu mộ hạng giờ 1000 kim cương, hai đã đủ. Khẹt thật. Nhận thẻ chiêu mộ hạng giờ trước này. Bây giờ chúng ta sẽ nhận mua nốt cái hộp 2000 kim cương này. Mua. Ok, chúc mừng bạn đã đăng nhập quà VIP 6 thành công này. Ok, sau khi có quà thì chúng ta sẽ vào game anh em nhá. Vào game mình nhập VIP code này. Đổi quà này. Mắc cà la bêu nha. Úi giời ơi. Anh em nhớ like đăng ký kênh để không bỏ lỡ những sự kiện cực kỳ hay đến từ anh Minh Kiều nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ngay series chính của ngày hôm nay anh em ơi. Ngay series chính của ngày hôm nay nhá. Let's go. Đây, tôi đã build sẵn này con Lù Gear 4 anh á, Lù đây là phiên bản của anh em Lù sau tham skip anh em nhá. Rất tiếc là Sabo của chúng ta đã bị hẹo rồi nên là không có UR. Team này chúng ta sẽ sở hữu hai hỏa quyền, đó là hỏa quyền Sabo và hỏa quyền Ace anh em nhá. Hai người đều chơi hệ hỏa quyền luôn, hai người đều chơi hệ hỏa quyền. Ace của chúng ta là 1.420.000 công, Sabo là 1.600.000, còn đâu Lù là 1.800.000 luôn anh em nhá. Máu hiện tại là 3.000.000, đấm cho nó gắt luôn, được chưa? Đấm cho nó gắt. Ba anh em nhà Lù đi phá đảo thế giới ảo của game One Piece anh em nhá. Let's go này. Ok anh em, thì hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu lên cho anh em quả kèo đánh bài online 2023 cực khét này. Đổi thưởng các kiểu uy tín luôn anh em nha. Uy tín luôn, tôi đã test và thành công này. Thì con game này có những tính năng cực kỳ hấp dẫn là bầu cua dân gian. Tôi chơi mang lại tuổi thơ cho anh em. Đĩa nha, có cái kèo đĩa này hôm qua là tôi cũng đã test khá nhân phẩm này. Và kèo tài xỉu, có kèo 3 cây. Thêm nữa là anh em có cả nổ hũ nha, bắn cá, các kiểu game hot mini game rất nhiều này, sổ số 3D, poker và thêm nữa là sự kiện điểm danh hàng ngày. Ngày 2 là đây. Ui giời, mày điểm danh nhận được 150k luôn anh em ơi. Cái này có thể chiến mà chúng ta có thể đổi ra được đồ thật nha, anh em này, đổi ra được đồ thật này. Đây, và chia sẻ ngay, nhận ngay 3 cành mỗi ngày. Gift code nhập tài khoản mới là được 20k. Link thì tôi sẽ để ở dưới cái mô tả video này cũng như ghi vào bình luận nhá. Anh em nào hứng thú con game này có thể tải về chiến với tôi anh em nhá. Chiến với tôi này. Thì hình thức nạp con game này cũng rất cực kỳ phong phú. Nạp siêu tốc, thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, Viettel, QR banking, Internet banking các kiểu là điều anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái hình thức con game này có thể rút được về tài khoản banh của anh em nhá. Rồi. Đổi thưởng này, có thể rút được về tài khoản banh của anh em. Hiện tại là tôi đã nạp một củ vào rồi. Có thể rút được, đây anh em có thể thêm tài khoản banh của anh em vào, anh em mà liên kết thêm vào nhá. Lịch sử đây, lịch sử đã rút được thành công về rất nhiều lần rồi anh em ạ. Lịch sử đã rút thành công nên là cực kỳ uy tín anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào làm một tí xỉu tài cho anh em xem cái độ nhân phẩm nhá. Đây. Quả này nó sẽ là cầu nha, đây. Đang theo cầu tài nha. Làm 50k vào xỉu nè. 50k vào xỉu để xem có trong nhân phẩm mình nha. Kết thúc. Cái gì? Úi giời, ăn quá dễ chơi anh em ơi. Quá dễ chơi, thế là đã qua một quả kèo cắp nạp rồi. Ha, nhân phẩm chắc đến đây nha. Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em con game cực kỳ hay và hấp dẫn này. Anh em có thể chơi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng nha. Nếu mà anh em muốn chơi, tôi sẽ để link ở dưới video và bình luận. Ok. Ok, bây giờ tôi sẽ đấm nhau thử với người anh em Thiên Ân này. Lực chiến là bằng phân 4.8 với 4.3 đấm thử này. Đấm thử này. Đấy anh em ơi, đấm thử nhá. 2 củ 1. Rồi thôi. Xem hỏa quyền Ace của chúng ta thể hiện như thế nào. Ui, của 5 củ này. Hồng, người anh em Thiên Ân xếp đội này yếu quá. NT. Đợt, chúng ta tìm đối chưa? Đối thủ khó nhằn hơn này, đúng không nào? Arena này. Chúng ta phải tìm đối thủ khó nhằn hơn anh em ạ. Khó nhằn hơn một chút này. Ace, hỏa quyền Ace của tôi đâu rồi? Ba anh em nhà Luffy đi phá đạo thế giới ảo. Đây, khoảng 5.1 Yuu Mikami. Đây rồi. Yuu Mikami. Ôi. Gặp Yuu Mikami nhá. Có Marco luôn, đấm 2 triệu này. Ui dồi ôi, thằng em Lù bây giờ nhân vật chính khỏe quá rồi anh em ạ. Ra cùng xem thằng anh Sabo đã xanh cỏ đấm như nào này. Đấy, Enkai. Ui dồi ôi, miễn sát thương à. Miễn sát thương này 3 lít, ui đấm ném sang Marco 3 lít là cũng ác đấy anh em ạ. Ném Marco 3 lít, ui dồi 3.1 này. Thằng em Lù này khỏe quá anh em ạ. Ui 10.2, ui trời ơi. Ui ơi, Sabo ơi.
Sabo đã lấy mất cái trái ác quỷ của Ace. Sabo lấy mất trái ác quỷ của Ace. Giờ anh ấy khỏe quá anh em ạ. Đấy, hỏa quyền Sabo bây giờ còn được búp 5 nấm lửa. Trong khi hỏa quyền Ace của chúng ta là phiên bản đầu tiên mà lại không được búp 5 nấm lửa. Cay thật sự anh em ạ. Cay thật sự. À, hai phượng hoàng nữa. À, hai phượng hoàng à. Hai phượng hoàng VS đai yên cay. NT. Trời ơi, đáp sợ thế gì. Đâu chưa? Hai con Marco là Marco 9 sao. Marco 9 sao anh em ạ. Khẹt đấy. Nhưng mà ăn bỏng nhá. Có bỏng, có bỏng. Hiện tại gây bỏng. Hiken, đây cũng Hiken anh em nhìn chưa? Hai hỏa quyền kết hợp với nhau quá đẳng cấp. Đây Hiken, đây cũng Hiken. Trời ơi. NT 1.4 triệu nhá. Úi giời ơi, đừng đùa. Căng đấy. Hỏa quyền 7 sao đáp Marco 1.4 triệu luôn. Còn đây là lù. Gần này 3.3 triệu đấm gần đứt luôn. NDO. Ôi giời. Choáng 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 choáng. Choáng này Marco với tao này. Marco này ăn hỏa quyền chết luôn. Đâu xem là kèm tún có gì. Kèm tún này. Yomikami này. Bỏ qua phát này. Đây rồi, người anh em Thiên Ân rồi. Người anh em Thiên Ân nắp đội chính ái Kaido nhá. Đâu xem nào. Chiến quả này nó mới nhét 5 triệu 7 này. Hơn 1 triệu lực chiến thế này. Đấm quả này nó mới tít. Úi dồi ôi, đấm 2 triệu 5. Marco 8 sao à. 5 triệu 1. Đau 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 đau. Đau. NT bỏng nhá. Không gây sát thương nhưng mà bị bỏng à. Bỏng cấp độ 3 kìa. Nhưng Marco giải ngay các bạn. À đâu, Marco 8 sao này nếu mà chưa có tịnh hóa là chưa giải được đâu. Marco 8 sao chưa tịnh hóa là chưa giải được nhá. Ăn bỏng của anh Sabo à, anh Ace vẫn tổ xích. Vẫn cứ tuột xích bình thường. 6 triệu thứ. Trời ơi. NDO 8 triệu 3. Ok. Cài đồ xanh cỏ luôn. Cài đồ chính thức xanh cỏ luôn. Không giết hỏa quyền Ace của tao đâu nha. Không cắt tiếp hỏa quyền Ace đâu. Không dễ chết như trận đánh tổng bộ hải quân đâu nha. Tí là xem nó gặp thằng Akanu thì đẹp anh em ạ. Trả thù lại cái NT bỏng miễn sát thương ai à. Kaido ua đâu xem Kaido ulti chết được Ace của tôi không. Ui rồi đứt ngọn rồi. Hỏng anh em ạ. Rồi xếp team này đánh lại này. Xếp team đánh lại này anh em này. Cho Sabo người này chỉ đấm con Marco kia nó không thấm anh em ạ. Lùa với bà anh em nhà lùa. Đấy đúng rồi. Đúng rồi, đập chán đi. NT, trời 800k nhá. Úi rồi. Úi giời 1 triệu này, đáp thế mà nó đáp chứ. Úi giời. Đừng đùa hỏa quyền Ace nhá. Không đùa được đâu. Kinh ngữ công ngữ căng. 6 triệu 6 đấm nhật luôn. Lù bây giờ nó là nhân vật chính rồi anh em ạ. Nó gánh hết hai ông anh của nó rồi. Nó gánh hết hai ông anh của nó luôn. NDO này. Hai hỏa quyền xong đấu rồi. Úi dồi, rất tiếc là hỏa quyền Ace là chết sớm quá. Không thể tạo ra cho anh một cái UR được. Con tướng UR được. Nhưng mà nếu mà nhá, phát hành có thương ấy thì thưởng nhiệm anh thì cũng có thể tạo ra cho anh một con tướng UR thì quá ngon anh em ạ. Thật sự là fan của Ace rất nhiều luôn. Tôi cũng là phần một fan của Ace. Đấy nhìn nhìn đang búp hỏa lửa này, đây cũng hỏa này, hai hỏa quyền. Ui ôi. Đấy đổi hỏa quyền Ace sang kia cái đấm cái nhiệt ngay. Đấm nhiệt ngay, 1 triệu tư nhá. Đấm cái nhiệt ngay anh em ạ. Đùa làm sao được. Nào thiết kế được quả quà keo hỏa quyền Ace mắc kỹ năng FP nữa thì. Đúng là nó nét căng anh em ạ. NT này.
khẹt nẹt luôn. Tuột xích chưa? Làm gì còn cửa nữa? Chúng ta sẽ vào đánh rank xếp hạng tẹo nha. Vào đánh rank xếp hạng tẹo này. Bỏ team này à. Cho team của Hòa Quyền Ace lên nha anh em nha. Sabo để đây này. Xem nào. Luffy này. Ace này. Nice. Ok. Xúc. Thánh tử xếp hạng cho nó sợ. Ôi rồi, gặp người em ta là khả năng học rồi. Ta là khỏe quá. Nhưng mà để yên xem Ace của chúng ta sống được có sống được giết được team 1 rồi bạn này. Ace sự. Ui ôi, đau. Đau anh em ơi. Ace vào tân thế giới vẫn làm cái gì đó nha. Đây đang đấm nhau ở tân thế giới này. Hiện tại là đang đấm nhau ở tân thế giới anh em ạ. NT này đang đấm nhau ở tân thế giới nha. Đang xúc nhau ở tân thế giới này, 5 triệu luôn. Đang xúc nhau ở tân thế giới nha. Để xem anh Hỏa Quyền Ace chúng ta khi lên tân thế giới còn chịu được nhiệt không. Ui dồi ôi, toát rồi anh ơi. Gặp người ta khỏe quá. Ui dồi ôi, gặp Thái 5K nữa này. Đây Jin dai rồi. Ui dồi gặp Jin dai mắc SP. Khả năng anh Ace vào tân thế giới này khả năng là toang anh em ạ. Ace chắc là chỉ về đánh nhau làng thôi. Đánh nhà tân thế giới thì khả năng là vẫn toang. Ui ôi Akanu mắc SP luôn. Ui thế không trả thù được quả kèo này rồi. Gặp Akanu thủy sư đô đốc kìa anh em ơi. Ace chúng ta gặp thủy sư đô đốc Akanu không trả thù được kèo này rồi. Cay thế nhỉ. Luffy đâu, chú có trả thù được cho anh dai của mình không? 6 triệu 3 này. Đấm phát nữa đi. Trả thù cho anh dai đi. Trả thù cho anh dai xem nào. Khả năng là không trả thù được cho anh dai rồi. Bị khiêu khích rồi, Sabo bị khiêu khích. Thôi, Akanu nó lại bế A lần nữa không? Akanu nó lại bế A đi lần nữa không? Ui dồi, nó mượn thằng Akanu này, nó gọi sức mạnh, nó mượn Kaido anh em ạ. Ui, nó mượn sức mạnh Kaido, nhưng mà A của chúng ta vẫn còn sống kìa. Chết rồi, Kaido lên kích anh em ơi. Ui, tuột xích rồi. Cay thật, vẫn win được nhá. Vẫn win bình thường nhá. Min đen, đây rồi. Gặp đối thủ này khả năng là cắn được. Ui dồi ôi, Kaido vẫn mắc kỹ năng SP anh em ạ. Bảy củ rồi. Ace được đi vào tân thế giới anh em ạ. Đây là tân thế giới mới nha. NT đạp chết từ Hoàng Minh Hoàng nào. Bật nội tại mình chưa? Chưa bật nội tại luôn. Đạp chết từ Hoàng Minh Hoàng luôn. Này thì Tứ Hoàng Big Mom này 4 triệu mốt bắt đầu đại biến tử ngay. Này mà Ace, anh em nào mong chờ Ace có một con ưu tướng UR thì hãy comment bên dưới nhá. Thật sự là Ace chúng ta lên có một tượng tưởng nhớ một tướng UR. Cũng giống như bố vậy. Ace chúng ta là có một quá khứ khá khỏe đấy. Úi dồi ôi, lại liên kích con lợn Kaido này. Nó lại giết Ace của chúng ta một lần nữa không? Không chết được Ace nhá, hay lắm. Có xe sát thương đến từ anh Lù. Entei. Một thụi này. Ui giời, để xem chính tay của anh Ace kết liễu Kaido mắc kỹ năng SP. Chính tay của Ace thằng sẽ kết liễu chú mày nhá. Chính tay của Ace sang. Đâu xem nào, đúng là tôi nghi là đây. NT 2 triệu 2 nhá. Úi giời ơi.
Hồi sinh này tuột xích anh em ạ. Ủa này mà ơi, mắc kỹ năng SP ném cũng nhiệt lắm đấy anh em ạ. Mắc kỹ năng SP ném cũng nhiệt lắm đây, không đùa được đâu. Ô ô ôi ơi, đắp chết, ui ôi, đắp chết Kaido anh em ơi. Để yên, ngồi ngồi, đắp chết Kaido luôn anh em ơi. Úi giời ơi, khét chưa. Ôi ôi, quá kinh khủng tởm ấy, từ anh trai Ace của chúng ta. Một trong những người anh trai mà khi chết lấy đi nước mắt của rất hàng triệu khán giả nhá anh em nhá. Hàng triệu khán giả trong đó có tôi. Thật sự là xem trận tàu hải quân xem cảm động quá. Ngày xưa tôi xem trận một là cái quả kèo đốt tàu Going Merry, hai là quả kèo Ace chết là tôi đã khóc anh em ạ. Căng thật sự. Không biết đâu anh em nào có anh em đồng cảm xúc không. Xem quả kèo cảm động quá. Rất tiếc là vừa ấy không trả thù được con chó đỏ anh em ạ. Rất tiếc là vừa rồi không trả, chúng ta không trả thù được con chó đỏ mới cay. Cái mũi đi. Ôi vớ vẩn, ăn team này luôn anh em ạ. Ăn team chính với bạn luôn đi, đừng đùa, khét lẹt luôn. 4.3 triệu, ấy à, thôi, ấy à, Sabo ơi, anh em cùng chăng nữa. Thôi, toi rồi. Này toi rồi anh em ạ. Thế là họa quyền ấy của chúng ta là đã phải dừng cuộc chơi tại đây rồi. 5.7 triệu, để xem có giết được Luffy không nhá. Để xem có giết được Luffy không nhá. Một mình Luffy đấm hết cái team này không. Để chúng ta xem thằng em dai Luffy à. Để xem thằng em dai Luffy nhá. Mắc kỹ năng SP đấm hết team này luôn này. Xem nốt phát cuối thằng em dai. Thằng em dai Luffy nó tát hết cái team này luôn. Ôi, thằng em dai Luffy bây giờ nó khỏe quá rồi. Nó vào tân thế giới nó khỏe quá rồi anh em ạ. Nó là tứ hoàng rồi. Bây giờ nó vượt mặt cả thằng anh dai, hai thằng anh dai của nó. Nó thành tứ hoàng rồi anh em ạ. Sở hữu sức mạnh vô địch của trái Gomu Gomu hệ Model Nika. Quá khét. Đây, ăn một quả đấm của Gomu Gomu Muno và xuống ăn suối vàng đi. Râu đen 6.2 triệu này. Ok, để xem là team ở nãy nào. Minh đen này. Ui, 6.480.000 anh em nhá. Ui, mắc cái đằng FP của Kaido mà. Ui, mà team lọ này có sở hữu Sabo kết liễu này. Ui, ơi, khét nét luôn anh em ạ. Ok, clip for fun hôm nay đến đây là kết thúc anh em nhá. Chúc anh em một thứ tư vui vẻ bên gia đình và người thân này. Ngày mai tôi sẽ gửi đến cho anh em clip update về con CP0 nhá, vị vua không ngai. Gì biểu chi tiết con CP0 cho anh em xem. Ok, anh em thấy clip hay về tưởng nhớ về ba anh em Lù, Sabo và Luffy đã từng là một bộ ba quấy làng quấy xóm thì cho tôi xin một like và đăng ký kênh ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn anh em cực kỳ nhiều luôn. Chúc anh em vui vẻ.